Hello, xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã đến với channel của mình và mình là Lộc Sutaki. Trong video ngày hôm nay thì mình sẽ chơi tiếp Minecraft Chainsaw Man. Và hôm qua mình đã chính thức trở thành một Chainsaw Man thực sự rồi. Với sức mạnh của bí cưa thì sắp tới mình có thể thực hiện những cái pha gọi là bắn dây xích về phía trước. Cái cọng dây xích này sẽ giúp mình bay lượn các thứ. Oh my god. Nhưng mà cũng khá là nguy hiểm nha. Trời đất ơi. Tuy nhiên thì khi biến thành hình dạng này thì mình cũng có một cái nhược điểm là mỗi lần mình nhận sát thương thì cái lượng phần trăm máu ở bên phải của mình nó sẽ bị giảm rất là nhiều luôn. Và khi hết thì chắc chắn rồi, mình sẽ đột tử đó. Cho dù mình có đầy cái lượng trái tim đi nữa thì phần trăm máu hết thì mình cũng sẽ đi đai thôi. Nên là mình phải tận dụng tối đa cái khoảng thời gian biến hình này. Ồ, đằng này mình thấy có thêm một nhóc Bojita nữa nè. À, bữa trước mình tìm đúng khó luôn mà nay có vẻ hên. Đi dạo thôi mà cũng gặp Bojita. Mình có ý này. Ê, vô tình thôi. Ý, rồi, bây giờ thì hai tay hai em. Trời ơi, ghê chưa? Xịn thật, bây giờ mình chuyển thành Bojita Man rồi. Chứ không phải là Chainsaw Man nữa. Sức mạnh của Chainsaw Man thì một xíu nữa mình sẽ thực chiến trong cái hành trình săn quỷ của mình. Còn bữa nay mình sẽ bắt đầu nâng cấp vũ khí thôi. Bữa giờ thì mình dùng cái cây katana này, mình thấy nó là một vũ khí khá tốt nha. Những pha cần số lượng lớn zombie thì mình có thể dùng nó. Nhưng mà về khoản dùng sát thương thì nó chưa được mạnh cho lắm. Thế nên là bữa nay mình sẽ tận dụng số netherite mình có dư sau khi mình dò tìm ở dưới địa ngục nè. Mình sẽ kết hợp với một cây kiếm sắt. Đây, mình sẽ đặt theo công thức như vậy thì mình sẽ có được một cái thanh kiếm của một thợ săn quỷ khá là xịn luôn, với sức mạnh của một con quỷ giống như là lời nguyền vậy đó. Thanh kiếm này thì sát thương mặc định của nó thì không cao cho lắm, nó chỉ có 4 sát thương thôi. Nhưng mà được cái sau cái khi mình tấn công cái địch 3 đòn đánh liên tiếp mà trúng đích á, thì cái đòn đánh thứ tư thì có thể nói là cực kỳ mạnh luôn. Và đây cũng là cách chiến đấu của một thợ săn quỷ có tên là Aki. Nên là hôm nay chắc mình sẽ vừa là Chainsaw Man mà mình sẽ vừa sử dụng sức mạnh của Aki luôn. Mình còn có lập khế ước với con nữa, khá là tương đồng với Aki luôn á nha. Hy vọng trong chuyến đi này nếu mình hên mình có thể gặp được cả Aki thì tuyệt vời. Chỉ tiếc là cây kiếm này thì nó không có cường hóa được. Tiếc gì ta. Chỉ được dùng mặc định gì thôi à. Ồ, vậy thì hơi ổn á. Mà mình thì cũng đang dư 2 phôi netherite lận, nên là mình cũng sẽ nâng cái quần mình lên thành quần netherite đi. Yeah. Còn thiếu cái ủng á ta. Cái ủng mình mau hư quá. Ý là lần trước mình làm cái ủng bằng sắt xịn rồi đó mà vẫn không chịu nổi. Trong đây quái vật nó quá là dữ cơ mà. Còn cái phôi netherite còn lại chắc mình sẽ cất để dành đi. Một xíu nữa mình sẽ cần dùng tới nó đó. Giờ thì lên ủng và sau đó đi săn quỷ thôi. Bữa nay thì mình sẽ cố gắng thực hiện cái nhiệm vụ đó chính là đi săn cái con quỷ zombie. Lúc đầu mình hình như là có gặp cái con quỷ zombie này một lần rồi, gặp cái thanh máu của nó trong lúc mình chạy trốn cái bọn Tây Ma đang săn đuổi mình á. Nên là mình cũng có một chút tung tích của nó rồi. Ngoài ra trên đường đi á thì mình cũng sẽ gán tìm thêm hắc diệm thạch mới được. Bữa nay thì chắc mình sẽ cần khá là nhiều hắc diệm thạch để phục vụ vào cái công việc nâng cấp cái nơi ở của mình lên. Ok. Đây, để mình test thử cây kiếm của Aki coi. Có vẻ do mình quá mạnh ấy, nên là mình chưa test được cái sức mạnh thật của cây kiếm này. Khi mình đánh thì cái Curse Devil của mình sẽ giảm dần. Để mình tìm con nào trâu trâu, mình ví dụ coi. Đây, chẳng hạn như con này có giáp nè. Mình sẽ đánh nó. Ồ, dẫn đi. Cái này đánh xuyên giáp hay sao vậy? À không, đó là kiểu cô Penny. Không test được trên cô Penny. Mình không thể đánh con gái được. À, thanh niên này thì được nè. Cũng không chịu nổi một hit từ thanh kiếm của Aki luôn. Ô, thanh niên này thì sao? Mình sẽ test thử trên thanh niên Violence. 1, 2, 3. Và hit chí mạng nha. Đó. Các bạn có thấy cái thanh niên đó kiểu như có một cái hiệu ứng máu xuất hiện trên người không? Đó chính là kiểu như sức mạnh của Curse Devil trong cái thanh kiếm này á. Khá là hay luôn. Tuy nhiên thì nó sẽ đánh đổi một lượng máu của mình hay sao á.
Hình như vậy. Ôi nhưng mà khoan, gần đây có quỷ zombie luôn. Ủa, nó đâu? Quỷ zombie đâu? Kìa kìa. Ý, nhìn nó thấy ghê vậy. Được, một con quỷ zombie mạnh như vậy thì mình sẽ test thử sức mạnh của thanh kiếm mới này luôn xem. Để xem coi cái sức mạnh từ quỷ nguyện, quỷ lời nguyện á, sẽ ra làm sao ha. Quay. Trời ơi, và năng lực của cái con quỷ zombie này là sinh sản ra rất là nhiều thây ma luôn. Ây, chắc mình phải áp sát rồi mình tiêu diệt nó sớm quá, trước khi mà nó đẻ ra thật là nhiều zombie giống như vậy. Đó 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 đó, thấy chưa. Ê, ê, nó kêu đàn em nó ra hộ tống hay sao vậy? Mình chưa áp sát nữa mà quá trời zombie nó ra nó tiếp đón mình rồi. Vào việc thôi. Let's go. Tấn công. Kìa, nó đẻ zombie nữa kìa. Không sao, cận chiến nó. 1, 2, 3. Ê, thất bại rồi. Mình phải đánh 3 hit liên tục trên một mục tiêu nha. Lại. 1. Còn một cái nữa. À. Ui. Ý, mình còn bị Reaper nữa. Khó quá. Ê, mấy tình huống khó như vậy thì mình sẽ thử nhờ cáo đi. Ơ nhưng mà cũng không được. Mình nhờ cáo là mình sẽ mất hết 10 trái tim. Giờ mình đã hồi phục lại đầy máu rồi. Sẵn sàng cho trận chiến tiếp theo. Mình sẽ kêu cáo cắn một cái. Ui nó trâu quá, cáo cắn mà không xi nhê luôn. Chặt nó. Một hit nữa. Ô. Ơi, các bạn có thấy gì chưa? Sau khi mình đánh nó đủ 4 hit á thì cái hit thứ tư đó đã chí mạng nó luôn. Wow. Để coi coi con boss zombie nó có rơi ra đồ không. À, boss zombie không có rơi ra đồ. Nhưng mà bây giờ mình còn phải chạy trước rồi đó. Mình yếu máu quá. Cái phần trăm máu của mình còn xuống quá là thấp cơ. 24% thôi. Chạy. Ủa, ở đâu? Boss zombie nó có đồ và nó rơi thẳng vô kho đồ của mình. Nó có tên là Zombie Core. Một cái nhân zombie. Cái này thì sắp tới sẽ rất là hữu ích cho mình á. Lượm luôn. Rồi đây là. Ồ khoan. Ồ, đây có một bạn gái đang bị nhốt. À, ai mày bắt nhốt con gái nhà làm vậy? Trời đất, bạn này dễ thương xinh xắn các thứ này á. Mặc đồ nữ sinh nữa. Hey. Mình chuẩn bị có thêm một bé trong vàng harem rồi. Mời mình tới. Chờ mình đập cái cửa luôn đi. Trời, mỹ nam cứu mỹ nữ, thứ gì chịu nổi. Làm gì đấy? Race. Oh, đây là Race. Ơ nhưng mà khoan. Ê, Reaper. Từ từ. Thân thiện chứ. Ê, thân thiện nha. Race hiện quá trời tim luôn kìa. Hiện tim còn nhiều hơn mấy cái bé đồng đội cũ của mình nữa. Nhưng mà máu thì khá ít nha. Ồ, như vậy thì Race chỉ thích hợp làm kiểu như là nội trợ thôi. Mình nghĩ là Race nên về nhà căn cứ của mình á. Làm nội trợ là thích hợp chứ chiến đấu thì 10 máu như vậy thì không ổn đâu. Nhưng trước khi đưa Race về nhà thì để mình vô đây mình khử thêm hai con quỷ quỷ dơi rồi nữa. Đây mình thấy có cái nhà của nó kế bên nè. À, hồi nãy giờ mình săn được khá là nhiều quỷ á. Nè, 11 điểm nâng cấp kỹ năng luôn. Mình sẽ nâng cấp. Đó. Sức mạnh mình đã mắc rồi. Như vậy thì sức mạnh mình nâng cấp tối đa là 5 thôi. Còn máu. Ôi, máu mình nâng lên được 10 12 luôn nè. 13. 14. What the heck? Bây giờ mình trâu lắm luôn rồi. Mình có 15 điểm máu, chắc mình phải nâng thêm điểm tốc độ đi. Mình muốn chạy nhanh với cả nhảy cao hơn. Rồi, ok. Vậy là theo mình đoán là sức mạnh là mình sẽ mắc ở cấp độ 5, tốc độ cũng vậy và nhảy cao cũng vậy ha. Còn máu thì mình chưa rõ. Cũng hay đó. Giờ thì tiếp tục với sức mạnh mới nào.
Trời ơi, tự nhiên bây giờ có thêm thanh kiếm của Aki á, cái mình tự tin hơn hẳn trong việc săn quỷ rồi. Đây 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 đây, bài hit 1, 2, 3, bài hit thứ 4. Lượm liền. Bất kể cái địch mạnh hay yếu, nhưng mà mình thấy hit thứ 4 là chắc chắn là tên đó đi á. Bá thật sự. Và đây, mình lại giải cứu thêm một bé mèo rồi. Thường thường thì trong bụng của mấy cái tên quỷ dơi á là sẽ có một cái nhóc mèo nha. Ủa nhưng mà khoan, hình như Race ở đây, đây đây đây, Race đây. Ồ tưởng đâu. Ủa nhưng mà hình như Race không có đi theo mình, mặc dù vẫn hiện team với mình nha. Các bạn có thấy lạ không? Ồ, có đi không? Đi nào, đi nào. Đi theo, tôi bảo kê cho. Tôi là Chainsaw Man đó, mạnh lắm. Có lúc không mạnh thôi. Đâu rồi? Ôi, Race có vẻ khá là khó tính rồi, không dễ dàng theo đuổi rồi. Bắn tim người ta nè, đầy màn hình luôn nè. Úi xôi, nãy giờ tận dụng sức mạnh của Aki nhiều rồi, giờ thì mình sẽ chuyển sang dùng sức mạnh của Chainsaw Man. Biến hình một cái. Tới công chuyện nào, vào việc. Rồi cưa tên quỷ dơi này làm hai thôi. Cưa hắn. Nhưng mà có điều không nhanh bằng sức mạnh của Aki ha. Nhưng không sao, từ từ thì mình sẽ làm quen với sức mạnh của quỷ cưa thôi. Nhất là cái kỹ năng bắn dây móc nè. Lúc mình bắn dây á thì mình sẽ bị giật giật kiểu gì á. Cái này rất là khó để điều khiển nha, mình cần phải tập luyện nhiều hơn mới được. Nhưng mà có vẻ là cánh rừng này đã sạch quỷ rồi, không còn con quỷ nào cho mình săn hết. Để mình thử đi thêm một đoạn nữa xem như thế nào. À, ngoài ra mình cũng không quên là để ý dưới lòng mặt đất nha, vì mình cũng đang cần tìm một cái hang bự bự một xíu. Nữa nè, mình lại gặp Race bị nhốt nữa nè. Nhưng mà thôi, nãy giải cứu mà không có chịu đi theo người ta hay trơn. Nghỉ luôn, không giải cứu luôn, giỏi rồi. Nhưng mà được cái phía bên này mình thấy có quỷ nhện. Ê, hình như đằng kia là Aki hay sao kìa. Ê, ồ chính xác rồi, Aki hàng riêu. Nhưng mà khoan, để bây giờ mình xử cái tên quỷ nhện này trước cái đó. Đâu rồi, bắn dây móc cho hắn, cứu hắn. Có kèo mình cứu hắn trên không luôn kìa. Đó, các bạn thấy sức mạnh của Chainsaw Man chưa? Cái combo này mình phải bắt buộc là bắn dây móc chúng mới được. Ai, mình bắn dây móc hộp là không mạnh rồi, phải bắn dây móc chúng mới mạnh nha. Như mình đánh nhầm Aki hay sao ta? What the heck? Aki có thể one shot mình. Wow, đó chính là sức mạnh của một thợ săn quỷ thứ dữ á. Mình lỡ đụng chúng thôi mà căng quá. Trời đất ơi. Thôi, giờ thì mình đã giữ khoảng cách rồi, để tránh trường hợp đánh nhầm nữa. Giờ thì mình có thể thoải mái cưa mấy cái mụ phù thủy chơi đồ này rồi. Ôi dạ, mà mấy mụ này châu phết. Phải công nhận là mấy mụ ta rất là châu luôn á. Mình cưa nãy giờ mà không ăn thua nè. Thôi, đâu như vậy thì bắt buộc rồi, mình phải đổi vũ khí thôi. Dùng thanh kiếm của Aki. Một hit, hai hit, ba hit. Hit chí mạng. Đấy rồi. Này đi trâu nè. Đấy, sắp tới mình đã có giải pháp để khắc chế những cái con quỷ hay là những cái mục tiêu nào đó quá trâu. Là dùng sức mạnh từ thanh kiếm có quỷ nguyền rủa này ha. Nhưng mà bây giờ mình còn 3% máu, nên là phải cẩn thận mới được. Một hit nữa thôi là mình có thể nằm xuống bất kỳ lúc nào đấy. Ê, trong lúc mình đang đánh bọn chúng để đợi cho hồi phục thì mình phát hiện ra đằng kia có một cái chiến binh gì kìa. Wow. Ủa nhà có ai vậy? Ủa có nào nhà của chiến binh không? Cũng có thể lắm. Ồ, thích nuôi ong hay sao vậy? Mật ong quá trời nè. Ý rồi ôi, lỡ nổ nhà người ta rồi. Ôi cái này tôi không cố ý làm nổ nhà đâu, tôi chỉ lấy mật ong thôi. Ôi, mình nghĩ là mình nên chuồn trước khi bọn quái tập trung vô đây rồi nó xử mình luôn á.
chạy chạy chạy. Qua đây hỏi thăm coi. Đây là ai? Ồ ồ ồ, chiến binh hung dữ nha. Hung dữ quýnh luôn. Tính đánh người ta hả? À, ở đây còn có tòa tháp nữa chứ. Ồ, tòa tháp bộ hang. Không biết trên này có quỷ không? Ồ, ồ, còn 8% đừng có ham biến hình nha. Mỗi lần biến hình mình mất khá là nhiều phần trăm máu luôn á, nên là mình phải để ý một xíu. Kẻo biến hình xong lại lăn đùng ra ngụm cứu tỏi chưa có kịp thể hiện gì là nhục lắm á. Nhưng mà trên tòa tháp này giống như là bị bỏ hoang rồi, đồ không có gì hết. Đồ cực kỳ ít luôn. À, ra là vậy. Có đúng cái đường à. Thuốc rơi chậm, một trái táo ăn lót bụng cũng được. Lại thêm một ngôi làng bỏ hoang hay sao vậy? Bữa nay mình đi đến nhiều nơi phết. Đằng kia còn có ngôi đền gì nữa kìa. Ê, ngoài ra còn có mấy con quái nó chạy theo nữa. Ủa nhưng mà cái làng này như bị sát hại hết trơn rồi. Mình thấy trên nóc nhà này có một cái xác của người giống như đang bị treo lên nè. Ờ, dưới này còn có nhện nữa. Ây da. Ui, trong này dân làng cả đống luôn. Ui, chỗ này bị huyền gỗ hay sao á. Xét đánh vô đây liên tục nữa. Ui, không khí ở đây lạnh lẽo vậy. Một cái nhà thờ bỏ hoang. Ui, cái nhạc gùng gợn rồi lên nữa. Thôi 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 thôi, đi ra xa một xíu đi, trong đây nhạc gùng gợn ghê quá. Điểm hôm khuya khoắt nữa. Sợ mén. Có thể cho vào nhạc Tết không? Đỡ sợ nào. Ôi thôi. Ôi còn cháy nữa kìa. What? Thanh niên nào đốt vậy? Hình như do mấy cái tia sét hồi nãy sao á. Chắc vậy rồi. Ôi thôi, tốt nhất là nên rời khỏi chỗ này càng sớm càng tốt đi. Chỗ âm u như vậy không nên ở lại lâu đâu. Ok. Qua ngôi đền chắc sẽ khá hơn nè. Ngôi đền này thì lối vào ở đâu nhỉ? Chắc ở đây chăng? Ôi chính xác. Lối vào ở đây. Nhưng mà hơi hơi khó khăn nha. Ui, lọt. Ui, tí nữa thì niệm rồi. Để mình bám vô cái thang leo này mình đi xuống. Mình nghe khá là nhiều tiếng quái luôn á. Chắc phải thủ sẵn tinh thần biến hình thôi. Nè nè nè, quái vật tùm lum nè. Đây nữa. Wow wow wow, đây là 7 tên nha. Hướng này có 7, hướng này có spawner. Sao hướng nào cũng nguy hiểm hết vậy? Ê, con Sương cầm vật tổ trường sinh. What? Nó còn xịn hơn mình. Hướng này có vẻ không có 7 nè. Thơm luôn. Nhưng mà nó chẳng có đồ gì hết. Ê, có đồ, có đồ. Ở dưới, tít ở dưới lận. Oh. May quá mình đập tấm áp lực kịp. Không là chắc ở dưới có bơm á. Chính xác luôn. À, có thêm một ít đồ cho mình. Vàng đồ các thứ. À, có táo vàng nữa. Đã vậy dưới này còn có một cái hang động. Có kim cương nữa cơ. Đã vậy. Mình đang thiếu kim cương lắm á. Mặc dù dưới hơi nhiều xương nhưng mà chắc sẽ ổn thôi. Biến hình. Chainsaw Man kích hoạt. Càng quét thôi. Càng quét một chút. Để lấy kim cương mang về. Mình sẽ không tha cho bất kỳ con nào đâu. Đâu rồi. Đây nữa. Lượm hết. Ui con này hơi cao. Rồi. Sẵn phân. Trong chốc lát thì mình đã xử gọn bọn chúng và đến với cái quặng kim cương này. Được mấy viên? 3 viên. Ngon luôn. Bỏ túi, bỏ túi. Ý, thêm nữa nè. Mấy viên? À, lần này thì có 1 viên thôi. Cũng bỏ túi luôn. Wow, cái hang này tiềm năng vậy ta. Đi thêm nhiều khi lại có thêm kim cương á. Kim cương thì chưa thấy nhưng mà mình thấy dung nham, thứ mình cần rồi nè. Được, được.
Để xô nước xuống, để nó tạo thành thật là nhiều hắc diệm thạch cho mình. Rồi, giờ thì mình sẽ đứng ngay chỗ này để mình đào hắc diệm thạch ra cho chắc. Mình cần khá là nhiều á, nên là bao nhiêu đây chắc vẫn chưa đủ đối với mình đâu. Như đây chắc là đủ để mình dùng rồi đó. Thôi được rồi, chắc tìm đường đi lên thôi. Ui, ở trên đang mưa sao á, ở dưới này mình còn nghe sét đánh đùn đùn luôn. Ủa, thế đây nó còn có công trình nữa nè. Hồi nãy mình đi vội xuống đây quá, cái không để ý. Đây là có rương luôn cơ. Hên vậy, mới đập ra thấy cái rương luôn ạ. À, ba viên kim cương. Thời tới, lại bỏ túi tiếp. Nè, tặng lại ba cục hắc diệm thạch á. Trao đổi nha. Cái này là rương thường hay rương bảy đây? À, rương thường. Có táo. Ê, bánh mì thì được, bánh mì bỏ túi ăn. Bên này vẫn là táo thôi. Hết rồi. Ủa, công trình gì mà bé vậy? Công trình đúng bé luôn. Ê, Bên này có cổng kết thúc. Really? What the? Thiệt nè. Sao mà đỡ được? Mình tìm được một cái cổng kết thúc rep 11 so với cái stronghold luôn. Đã nha. Sắp tới nhiều khi mình không cần phải tìm cái stronghold chi cho mệt. Ghé qua đây là cũng có thể đánh được rồng Ender rồi. Mình nên đánh dấu chỗ này lại, nó cũng không quá xa nhà mình đó. Quỷ đĩa trú mưa. Mình sẽ kêu cáo cắn nó. Ê, cắn hụt. Kêu cáo cắn nó. Như vậy thì cái hành trình săn quỷ của mình bữa nay có vẻ khá là thuận lợi luôn á. Công nhận nâng cấp thêm mấy cái điểm kỹ năng á thì khả năng săn quỷ của mình vượt trội hơn hẳn lên. Sắp tới mình có thể đương đầu với những con quỷ mạnh hơn được rồi đó. Này, có thêm một trái tim của quỷ cưa. Ủa, quỷ bơm nè, cất vào đi. Đằng này còn có một cái nhà bỏ hoang. Phía xa xa còn có một tòa tháp gì nữa. Được á. Đúng như cái tên luôn, nhà hoang nó chẳng có cái gì trong rương hết. Ê, kỳ cục vậy. Trời ơi, sơ hở một tí thôi là bị ăn nguyên một cái bình thuốc độc cho bá lửa của bà phù thủy liền. Ồ, trong này có sách đập cấp độ 5 luôn nè. À, sách này thì tốt, mang về luôn. Còn có bàn cường hóa nữa. Phải mình gặp chỗ này sớm hơn xíu nữa là tiết kiệm được 2 viên kim cương rồi. Ở trên còn có cái bánh kem bỏ hoang nữa kìa. Ăn không biết có sao không ta. À, bánh này ăn được, không sao. Thêm sách mềm mại luôn. Thẻ tên. Có ban công rồi nữa nè. Nhà này đẹp hết. Cái này mình trùng tu lại là mình xài được luôn á. Ôi, nhưng mà hình như nó đang cháy. Đúng không vậy? Nó cháy. Đừng. Dập lửa. Nhiều khi mình còn trùng tu được. Dập. Hết chưa vậy? Hết rồi. Còn cái cây này thôi. Dập nốt cái cây nữa là an toàn. Ôi, cái nhà đã nát rồi. Sao vụ cháy nó còn nát dữ hơn nữa. Nhưng mà không sao, ít ra cái nhà này vẫn còn giữ được cái form ấy. Mình chỉ cần chỉnh vài chi tiết lại, dọn màn nhện với mấy cái rêu thôi là mình có thể nhào vô ở được rồi. Nhưng mà nó sẽ hơi nguy hiểm một xíu vào những buổi tối. Cũng đáng cân nhắc á. Chỗ này mình cũng sẽ đánh dấu lại. Được thì mình sẽ xây hệ thống tường rào để phòng thủ. Rồi vô đây sống thôi. Cũng ok. Còn giờ thì mình sẽ tiến tới cái chỗ bên này. Có một cái tòa tháp rất là cao luôn. Ôi kìa. Ôi, con gì á? À, con vét. Mấy con vét nó đang dí, nó ăn thịt mình. Ủa, nó chặt mình. Được lắm, dám kêu vét ra chặn đường mình trước chứ gì. Tới công chuyện luôn. Biến hình. Gentleman. Let's go. Tên nào đâu? Bước ra đây. À, đây rồi. Cua một tên nè. Thì có spawner nha. Ủa? Ở đâu? Đó là một cây nến thôi.
Ra là vậy. Vậy thì tiếp tục Chainsawman, cứ tiếp bọn chúng thôi. Mày thì dám thả vét ra hả? Mình cực kỳ ghét con vét đó luôn. Kiểu nó cứ bay bay rồi nó lại nhỏ nữa, rất là khó để đánh trúng. Rồi, ủa sao ít vậy? Sao không thấy tên cướp dân làng nữa hết vậy? Thì ra đây là cái tên cầm đầu. Thử hả? Yeah. Mình đã sở được cái tên cầm đầu rồi. Hắn có rơi ra cho mình một cái Phật tổ trường sinh luôn. Không thiệt. Sử nốt mấy cái tên vét còn lại mà hắn triệu hồi ra nè. Ê, bây giờ bắt đầu đông hơn rồi. Ôi, có cái tên cầm cờ hiệu trên đầu nữa cơ. Ừ. Ê. Mình đã hạ được hắn rồi. Và mình cũng không có bị dính hiệu ứng điệp xấu luôn. Tuyệt vời. Còn trong rương này thì cho mình nón kim cương. Ủa cái gì đấy, cái gì mới bể vậy? À, nó bắn gách cái đôi dép mình rồi. Trả cái dép cho người ta. Trời ơi, có đúng cái dép mà nó cũng bắn bể cho được nữa. Không sao, mình có mang theo dép mới trong ba lô. Có xì cua. Hết rồi. Ở trên còn gì không nhở? Để mình biến hình bay lên trên thử. Phía trên cũng không có gì luôn. Như vậy tòa tháp này chỉ có đúng cái tên pháp sư cầm đầu là khó chịu thôi á. Còn mấy tên khác thì mình thấy không khó chịu cho lắm. Sẵn tiện mình thấy phía bên này có một cái bức tượng giống như là tượng Phật vậy. Ồ thiệt, giống như một bức tượng Phật nè. Để coi có giáp. Thôi mình sẽ để vô đây một cái viên ngọc lục bảo cầu may mắn đi. Hy vọng là vậy. Tại vì cái hành trình đi săn quỷ của mình dạo này nó hơi bất ổn á. Cầu may thôi. Giờ thì tiếp tục lên được. Ê, ở đâu? Mình đạt được KPI rồi. Đi về nhà chứ. Mình vừa test được sức mạnh của thanh kiếm từ Aki nè. Rồi còn đào được khá là nhiều hắc diệm thạch mang về nữa. Về nhà thôi. Sau chuyến đi này là mình có kim cương rồi, 7 viên luôn nha. Thế nên là mình sẽ đầu tư lớn một xíu, làm liền cái ổng bằng kim cương. Rồi từ cái ổng này mình sẽ dùng cái phôi netherite ở nhà còn dư nè, nâng lên thành cái ổng netherite luôn. Như vậy là dùng bao bền luôn. Với cả là có thể cường hóa thêm để tăng cái độ trâu lên. Cho thêm bảo vệ cấp độ 4 nè. Tốt quá luôn. Vậy là set đồ của mình đã full bảo vệ rồi. Giờ thì còn thiếu dòng sửa chữa thôi. Cái này chắc phải đi cày sau mới được á. Rồi, trở lại với cái số hắc diệm thạch mà hôm nay mình tích góp mình đào được. Rất là nhiều á nha. Cái này thì chủ yếu là mình tính mình sẽ thay thế toàn bộ cái phần sàn đá ở dưới nè bằng hắc diệm thạch luôn. Cái này thì nó sẽ rất là cứng, đảm bảo là những con zombie nhỡ mà nó phát hiện ra mình, nó cũng không có đào được và đột nhập vào cái nơi ở của mình. Như vậy thì sẽ cực an toàn á. Quyết định vậy đi. Giờ thì bắt đầu công cuộc thay đổi phần sàn thôi. Làm lẹ kẻo bọn zombie nó phát hiện ra bây giờ á. Còn dư nhiều dữ ta. Một stack mấy. Cũng không nhiều lắm. Nhưng mà ít ra thì cũng đã thay thế xong phần sàn rồi. Kìa. Nó vẫn đánh hơi ra được nhưng mà hình như nó không có đào vỡ được. Như vậy là mình cũng thành công rồi. Kìa, ở góc dưới nó có con zombie đang cố đào kìa. Ta thách người đào được đó. Đào hộ dùng cái. Đâu phải muốn đào bể hắc diệm thạch là đào được đâu. Liêu liêu con zombie. Ui, nó rớt rồi. Khó chịu trước sự phòng thủ của mình rồi chứ vậy. Nhưng mà như vậy thì cái phần sàn nó hơi đen tối nha. Ủa, đen tối thiệt luôn á. Chắc phải cắm thêm đuốc. Đen tối là phải cắm thêm đuốc. Nguy hiểm đấy. Nó mà xuất hiện trên đây là không có chạy đi đâu được đâu. Nhảy xuống dưới là cũng thôi đời đó. Trong lúc chờ đợi trời sáng để test cái độ hiệu quả từ cái phần sàn mới của mình, thì mình sẽ làm một cái lều bé bé ở trên chỗ này đi ha. Tại bữa giờ mình kiểu không có cái gì để che nắng che mưa đó, nên cái lều là một trong những ý tưởng mình thấy phù hợp nhất ở thời điểm hiện tại rồi. Đây,
Cái lều này cũng sẽ không quá to đâu, tại vì diện tích trên này nó cũng có hạn thôi. Dự kiến cái lều của mình sẽ có cái khung như vậy, khá là thoải mái cho mình đi ra vào luôn. Sau đó thì mình sẽ ốp lại bằng sắt. Lúc đầu mình tính đi tìm len cũ á, nhưng mà thôi, nhà mình nhiều sắt mà, dùng sắt xây luôn. Sau khi có được cái khung lều rồi, giờ mình sẽ làm thêm một ít cái hàng rào bằng gỗ để mình gắn vào những cái vị trí này, trông cho nó giống cái lều hơn ha. Phía sau cũng vậy. Dạ xùa. Rồi giờ là tới công đoạn trang trí ở chỗ này nè. Chỗ này thì mình chắc tới bây giờ lại cần tới len rồi đó. Mình sẽ làm thảm, những tấm thảm lót vào đây chắc sẽ đẹp hơn á. Còn ở phía dưới mình coi coi. Nó cố gắng nó đập hắc kim thạch nhưng mà nhìn nó tội nghiệp thiệt. Mà thôi cũng kệ, tại vì bọn nó là hay ma mà. Chỗ mình sao không thấy cừu đâu hết ta? Mình nhớ mình đâu có săn cừu đâu. Mà sao cừu chả thấy? Lạ thiệt. Ê, nhưng mà khoan, ở đây có len. Len free nè. À được, tốt luôn, lấy mang về. Có thảm sẵn luôn cho mình nè. Rồi, hợp lý thế nha. Đúng người, đúng thời điểm ghê luôn. Còn có mấy cái đồ trang trí nữa, lấy về. Xíu mình gắn vào. Có tí len vào cái nhìn chỗ này nó đỡ đen tối hơn rồi nè. Theo là gắn ít cái thùng ở bên hông để làm kho chứa cho mình. Một ít lò nung để mình nấu đồ những lúc còn. Thêm một ít cái khung vật phẩm vào đây, để những cái món đồ nào cần trưng bày thì mình có thể dán lên ha. Cũng đẹp hết chứ. Rồi, giờ thì gắn thêm một ít cái đèn lồng vào ở hai góc này. Là nó đã ra dáng một cái lều cắm trại rồi. Ừ, cái giường ta, quên nữa. Giờ cái giường vào. Ngay đây. Xong luôn, đẹp luôn. Để an toàn hơn nữa thì mình có thể cắm đuốc ở chỗ này ha. Mình cũng hơi lo tại vì đây là khói nguyên nè. Bọn quái nó có thể bất ngờ nó xuất hiện trên đầu mình. Nhất là con Reaper là đỡ không có kịp á. Rồi, và như vậy trong ngày hôm nay thì mình đã trải nghiệm được sức mạnh của Chainsaw Man khi mà đương đầu với những con quỷ mình thấy cũng rất là mạnh. Nếu như mình tung cái cọng dây xích chúng nha, bắn dây xích chúng là xác định luôn, cực mạnh. Ngoài ra thì mình còn có được một cái nguồn sức mạnh mới từ thanh kiếm của thợ săn quỷ Aki. Cái này mà kết hợp với triệu hồi cáo nữa. Đây như con này nè, triệu hồi cáo cái đó là bao mạnh luôn đó nha. Rồi, và cảm ơn các bạn đã đồng hành cùng mình trong ngày săn quỷ hôm nay. Tuy là mình không có thành công dẫn Race về cái nơi ở mới của mình, nhưng mà sắp tới biết đâu mình mạnh hơn, đẹp trai hơn thì Race lại chịu về nhà của mình thì sao. Cũng có thể lắm. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại. Bye bye.